Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại bây giờ là mình đang ở nhà ngoại của mình, tại vì mình về để đi ăn đám giỗ của ông ngoại á. Lúc này là mấy anh em mình chuẩn bị đi chơi nè các bạn. Nhà ngoại mình đông lắm luôn á, nhưng mà đây chỉ là một phần thôi, còn thiếu vài người nữa. Lúc này đang ra nhà chị mình để chờ chị mình đi chơi chung luôn nè các bạn. Lần nào mà mình về thì tụi mình cũng tụ họp nhau đi chơi hết trơn các bạn ơi. Lúc này đang chờ chị mình làm cho khách nha. Tụi mình thì ở trong này sửa soạn tiếp. Đi xuống mẻo. Do là mình muốn mặc đồ cặp để chụp hình cho nên là mình đã thay đồ ra để giống hai chị của mình nè. Còn cái đầm trắng hồi nãy thì mình cho chị mình mặc. Hey. Nhà mình mẹ mình là thứ út bởi vì là ai cũng đều là anh chị mình hết trơn các bạn. Mình chỉ lớn hơn hai đứa em của mình thôi. Lúc này thì mấy tụi mình sẽ đi ăn lẩu nghe. Đây là thủ tục của tụi mình khi mới xuống xe nè các bạn ơi. Sau khi ăn xong thì tụi mình chia làm hai phe, bốn trẻ mình sẽ đi chụp hình, còn mấy đứa nhóc này và anh chị của mình sẽ vô đây chơi nè, tại vì tụi nó mỗi lần mà đi chơi là rất là thích vô mấy khu trò chơi này luôn á. Đây nha, lúc này chỉ còn có bốn đứa mình thôi. Ok, tụi mình đã chụp hình ở quán xong rồi. Lúc này là các bạn tưởng tụi mình đi về đúng không? Không nha, tụi mình sẽ tiếp tục đi chụp hình tiếp. Chị mình kiếm ra được chỗ này công nhận là đẹp ghê luôn các bạn. Rất là sang luôn, nhưng mà vừa chụp hình vừa lo sợ nha. Tại vì khúc này nó khá là vắng á, cho nên là chụp cũng tranh thủ. Ở đó hả, tao mang đang tầm mắt. Thank you.
từ từ. Ôi là trời. Lúc này là buổi sáng nha, tại lúc này là nhà mình đang làm đám giỗ này các bạn ơi. Con cháu gì về đông lắm luôn á. Còn đây là hàng cháu của mình ấy, không biết nó làm cái gì nữa. Mà chiều nào mình cũng thấy nó qua nhà ngoại mình chơi hết trơn á. Sâu chơi với anh chị em rồi cô chú gì này nọ rất là thích luôn á. Thôi thì mình sẽ kết thúc clip tại đây, hẹn gặp các bạn vào clip tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này, đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe nha. Bye bye.